Morning, theo lời quảng cáo của cậu, hôm nay cả gia đình kéo nhau đi mâm thử một tiệm bún bò ngay tại quận 7, bún bò Phú Hưng. Món đặc sắc nhất ở đây phải nói đến bún thập cẩm xương bò, mà đã là đặc sắc nhất thì tất nhiên là phải thử rồi. Giá cũng chỉ có 70k, việc gì phải xoắn. Vừa nói xong là đã vã vào mặt. Cái giây phút mà bạn phục vụ bê tô bún bò ra, mình đã biết là ngày tàn đến rồi. Một tô bự chà bá, mà các bạn nhìn khúc xương này xem, chả không cũng phải 2-3 miếng rồi. Ý lại có cả tim nữa nè. 70k một tô bún bò như thế này phải công nhận là chất lượng thật. Nước dùng có vị thanh, sợi bún uki, hai loại chả không có gì đặc biệt. Tuy nhiên mình lại khá kết phần xương bò nha. Thịt ninh xương mềm ơi là mềm, lẫn vào có một ít gân sụn, chấm tương ớt sa tế mầm rất là đã luôn. Tim và thịt vẫn giữ được độ mềm dai nè. No rồi, tổng đánh giá là ok. Review hôm nay cũng tới đây thôi, bye bye nha.